hai, bắt. Wow. Hello, xin mời vào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có kiểu đi thăm căn phòng của Hà nữa, mà sẽ là căn phòng của mẹ Hà. Sẵn tiện chỉ còn hơn một tháng nữa thôi mọi người ơi, là đã đến Tết Nguyên Đán rồi, thành thử ra là tranh thủ cái dịp này Hà sẽ gọi là makeover DIY là căn phòng như là mừng tuổi mới, mừng năm mới mẹ vậy á. Thật sự Hà rất là hào hứng bởi vì Hà decor rất nhiều căn phòng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Hà decor phòng cho người Hà yêu mến nhất, đó chính là mẹ của mình. Ok, bây giờ mình sẽ tham quan sơ qua một tí 2024 mà trừ đi cho năm 1972 là 52 năm. Nhà cổ thì nó lại có những cái vấn đề rất là nan giải. Cái tường này xây mà kiểu thời kỳ chống Mỹ á, có nhiều bom đạn á, thậm chí nhà xây bật Mỹ luôn. Nhà Hà có một cái hầm để trú đạn nữa cơ. Từ gạch nè, rồi từ vữa nè, rồi từ ốp tường nè, nó rất là chắc chắn. Cho nên là cái thời điểm đó mẹ Hà mướn công để giật sập 4 cái vách thôi, để mà có thể xây nhà mới rất là tốn công. Cho nên là thôi kệ, làm một cách đơn giản là mẹ Hà DIY lại, cũng kiểu như là làm lại trên chính cái nền của cái ngôi nhà cũ thôi. Ok, bây giờ mình sẽ hỏi mẹ mình nha, là mỗi món đồ này thì bao nhiêu năm nha? 20 năm. Ui ôi, cái 20 năm mà cái dàn cửa nào cũng bung hết. Chỉ có đúng cái phòng của mẹ là còn thôi. Ủa mẹ còn cái giường này bao nhiêu năm rồi? Hơn 30 năm hả? Còn cái tủ này đóng chứ cũng lâu rồi. Cái tủ. Nhà gì mà toàn là đồ cổ không? Mẹ, mẹ ơi, còn cái tấm gương này bao nhiêu tuổi? Chưa có hạ. Chưa có hạ luôn hả? Chưa có hạ thì chắc cũng phải tầm đâu hơn 30 mấy năm, 40 năm. Do nhà cũ nên là tụi mình sẽ không có đi hệ thống âm điện, nên đó một trong những cái khó khăn để mà mình sơn tường làm sao để che giấu được những cái đường dây điện này. Mọi người thấy nội thất thì càng ngày càng trendy, càng ngày càng có nhiều cái xu hướng, nhưng mà mẹ vẫn vẫn trung thủy, trung thành với những cái món đồ này. Tuy nhiên mình sẽ làm một cái gì đó mới mẻ hơn bằng cách là sơn tường ha. Tường này là nó quá cũ đến mức độ mà nó không có đều màu á, có chỗ dơ rồi chỗ sạch, nói chung nó rất là lồi lõm. Mình thì không thể nào mình trét lên để mình làm thêm một lớp nữa, nên Hà rất là mong muốn tìm được một cái loại sơn nào đấy có thể là có sự che phủ tốt, nhưng mà chi phí cũng phải vừa phải thôi. Mùa xuân cũng sắp tới rồi đúng không, Hà cũng muốn một cái tông màu nào ấm áp mà kiểu hơi rực rỡ một tí cho mẹ của mình. Thì Hà biết một cái tông màu mà Hà nghĩ là mẹ Hà với Hà đều thích luôn, đó chính là cam tông kiểu hồng hồng, một pha hơi đất một tí ấy. Và Hà đã quyết định chọn sơn nội thất Maxylite che phủ hiệu quả từ Dulux. Và với một cái thông điệp hết sức dễ thương là sắc màu yêu thích Việt Nam, nhằm tô vinh vẻ đẹp thiên nhiên và cảnh sắc Việt Nam, như là kiểu truyền cảm hứng về không gian sống mang đậm dấu ấn thiên nhiên cho các gia đình vậy á. Và bảng màu thì rất đa dạng với hơn 500 sắc bao gồm 4 nhóm chính. Mới nhìn bảng màu thôi thì Hà không hề lăn tăn một tí nào, chốt liền sắc hồng hoa sen, bởi đây là một cái thông màu mà như lúc đầu Hà và mẹ đều thích hết. Và anh chủ tiệm sơn có nói là sơn nội thất Maxylite che phủ hiệu quả từ Dulux này thì chi phí khá là hợp lý, lại dễ thi công, có độ che phủ cao, sẽ phù hợp hơn với nhu cầu kiểu tự DIY của thím Hà. Ôi cái màu này cưng quá à. Đây mọi người, cái màu này là cái màu nó không quá đậm ấy, nó thiên về màu pastel. Đấy. Ok, bây giờ là mình sẽ đưa cái màu này lên để decor nha. Trước khi sơn thì Hà sẽ thiết kế những hình vẽ mà mình mong muốn. Để vẽ được những cái vòng cung thì ngoài cách mà mình dùng dây thần ra thì mình có thể dùng một cái thước kiểu đầu tròn chuyên dụng như này nha. À xí xí nhớ mua cọ lăn loại nhỏ, loại lớn và đầu dẹt nữa là chơi thôi. Let's go. Thường thì một thùng sơn lớn Maxylite từ Dulux thì khoảng 15 lít, rất là to, nên là Hà sẽ sang ra một cái khay nhỏ để dễ sơn phết hơn nha. Hà sẽ xí quên theo một cái tip của Hà nữa là khi mà mình mix giữa hai màu với nhau á, thì Hà sẽ chọn là Hà sẽ làm cái màu nhạt trước, để khi mà lỡ may mình vay qua cái phần khác thì cái màu đậm nó sẽ che đè ánh gian lên á. Dòng sơn Maxylite từ Dulux này thì lăn mượt tay, mịn mướt ngay khi vừa apply lên tường luôn. Hà mới lăn một lớp thôi thì màu sơn Maxylite đã lên đều nè, che phủ tốt và mau khô, nên là cái phần tô luôn, decor còn lại sẽ không phải mất thời gian chờ đợi. Hà cần thêm một màu sơn Maxylite từ Dulux đậm hơn màu base chừng khoảng là 1 đến 2 tông thôi, giờ lại có sự liên kết với màu decor á, nên Hà sẽ trộn theo tỷ lệ là 3:1. Cứ 3 phần màu nền sẽ thêm một phần màu decor. Màu này chủ yếu Hà điểm xuyến thêm thôi, cho nên là làm cách này mình sẽ không phải phát sinh thêm chi phí. Dòng sơn Maxylite từ Dulux này che phủ khá hiệu quả, giá cả phải chăng và đặc biệt là rất dễ thi công với những chàng trai cô gái mình thích tự tay DIY như thím Hà vẽ.
Mình sẽ bóp siêu cái màu sơn ha. Đó, như bóp siêu nhà mới ấy. Ok. Thôi, mọi người thấy một cái tip rất là đơn giản, nhưng mà khi mà mình sơn phết ấy, nó mình cũng kiểu tự tin hơn, nó không có lem nhem, mà lúc mình tháo ra thì cũng rất sạch sẽ luôn. Thì nữa các bạn nhớ lưu ý nha. Và trong cái quá trình trải nghiệm thì về cái độ màu sắc thì Hà không phải bàn nữa rồi, bởi vì Hà thích nó ngay từ lúc mà mình chọn rồi mình sơn những cái nước đầu tiên. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là chúng ta đã đến với Tết Nguyên Đán, cho nên là bây giờ Hà sẽ muốn là biến căn phòng này có một ít gọi là không khí Tết, để khi mà mẹ mình bước vào, wow, có cảm giác là vui vẻ hạnh phúc khi Tết đến xuân về. Bắt đầu nhé. Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi, hoa thắm rơi ngầm đường, trời nắng sẽ phương phương, lòng nhớ đến em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn. Em ơi, đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thong xanh, sương phủ đầy phai ai, cánh tàn trắng mơ ai, lòng lạnh sao sớt phương đầy trời, dòng thác trắng bao la, trời sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa. Em ơi, xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng phơi đi, hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý, xin yêu thương đến đôi bàn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quên luyến nhau hơn cho người em thôi dần hơn. Xuân này ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tông bạc phơ đẹp quá, xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngày, xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Hai bắt. Wow. Mẹ thích cái góc nào nhất? Mẹ thích cái góc này. Okay. Cái góc này cũng đẹp luôn. Cái góc này cũng đẹp nè. Tất cả những gì kỷ niệm, ví dụ tủ, giường, bàn và cái gương đều giữ lại cho mẹ hết, không dám thay cái gì mới, chỉ thêm thắt thắt một chút thôi. Xuân này ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tông bạc phơ đẹp quá, xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay. Và đây là lần đầu tiên mẹ xuất hiện trên kênh YouTube của Hạ Sumi. Ta năm mới 2024 thì mẹ có gửi lời chúc gì đến những bạn followers của con? Mẹ chúc cho các bạn trên kênh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong năm mới. 3, 2, 3 Happy New Year! Yeah. Mình có rất nhiều cách để có thể lì xì mừng tuổi, nhưng mà đi co trang trí phòng hoặc là dọn dẹp lại nhà cửa, làm mới lại không gian sống dành riêng cho ông bà bố mẹ thì cũng là một món quà trong dịp năm mới này. Một điều đặc biệt là các bạn nhớ like, subscribe và share video này nữa để Hà đạt được 100.000 một follower. Follower. Ok ạ. 100.000 follower. Yeah. Để mà Hà có thể giành đạt được nút bạc. Ai biết đâu được nút bạc của Hà sẽ treo ở đầu giường của mẹ như một món quà khích lệ tinh thần. Bye.